Wallen Vlog rơi nước mắt báo tin tại Việt Nam, Thủy Tiên gửi lời nhắn hồi đáp đàn trai. Sau thời gian dài liên tục gặp vận hạn tại Angola, Wallen Vlog mới đây cuối cùng cũng đã đón được tin vui cực lớn tại Việt Nam. Bên cạnh đó, những màn tương tác ngọt ngào giữa anh và Hoa hậu Thủy Tiên hiện cũng nhận được nhiều chú ý. Đầu tư hơn 4 tỷ xây dựng trang trại phát triển chăn nuôi, thời gian qua các hoạt động liên quan đến sản xuất nông nghiệp của Wallen Vlog luôn nhận về sự quan tâm lớn. Tuy nhiên, ở clip mới đây, YouTuber xứ Nghệ buồn bã tiết lộ trang trại lại tổn thất nặng nề vì thời tiết, ngoài các chuồng trại hỏng, nhiều loại cây trồng bị gãy đổ vì mưa bão. Trước đó, để gia tăng sản xuất, anh còn mua rất nhiều máy móc hiện đại, bởi vậy nam YouTuber đã xây thêm nhà kho để cất các loại công cụ đắt tiền này. Thế nhưng trong quá trình xây dựng nhà xưởng, thời tiết không ủng hộ, khu vực quăng lên ở gặp bão to và toàn bộ phần nhà kho đang xây dựng đã bị đổ sập. Không những vậy, Wallen Vlog còn bị quản lý trộm đồ đem đi bán. Những sự việc đen đủi liên tục xảy ra tại Angola với Quang Linh khiến nhiều fan xót xa. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng YouTuber xứ Nghệ vẫn động viên bản thân, mất cái này sẽ có cái khác. Đúng như những gì Quang Linh tin tưởng, mới đây anh chàng đã nhận tin vui cực lớn tại Việt Nam. Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, Quang Linh hào hứng cho biết số lượng áo để gây quỹ từ thiện xây dựng cho trẻ em vùng cao cuối cùng cũng đã được bán hết. Anh cho biết những ngày qua bản thân đang lo lắng làm sao để bán hết combo trước khi dự án điểm trường yêu thương bắt đầu. Tuy nhiên, may mắn một đơn vị mới đây đã đứng ra mua số lượng 800 áo còn lại. Wallen viết, vậy là dự án điểm trường yêu thương đã có thể bắt đầu rồi. Xin cảm ơn tình cảm của mọi người rất nhiều ạ. Thật sự mừng rơi nước mắt luôn, áo chỉ còn toàn size L với XL. Nên thật sự rất cảm ơn đơn vị vừa đẹp kết thúc năm. Hẹn cả nhà buổi livestream thông báo doanh thu điểm trường triển khai, kế hoạch xây dựng dự án vào buổi gần nhất nha. Được biết, đây là dự án từ thiện mà anh cùng Thùy Tiên đã đứng ra cùng nhau xây dựng suốt thời gian qua. Cả hai đã cùng nhau có những buổi livestream để bán áo gây quỹ. Được biết, phần lợi nhuận sẽ được lấy để dùng cho dự án xây trường lần này. Trong livestream, Thùy Tiên cho biết dự án sẽ bắt đầu khởi công vào tháng 3 năm 2023. Ở thời điểm hiện tại, sau khi Tiến Nguyễn, một thành viên team Châu Phi về đến Việt Nam, người hâm mộ hiện đang rất mong chờ việc Quang Linh cũng sẽ có mặt tại Việt Nam trong thời gian tới. Trong buổi trò chuyện cùng Thùy Tiên, anh chàng cho biết sẽ sớm về để cùng Thùy Tiên thực hiện dự án điểm trường yêu thương. Tuy nhiên hiện tại vì đang còn bận nhiều dự án ở Angola, Quang Linh có thể không về như dự kiến. Dù vẫn đang ở Angola xa xôi, thế nhưng chàng trai xứ Nghệ vẫn dành sự quan tâm và thể hiện sự nhớ nhung đến Thùy Tiên, khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Cụ thể, anh chàng đã không ngần ngại chia sẻ cũng như kêu gọi mọi người ủng hộ cho MV mới của Thùy Tiên. Tuy nhiên, thay vì kêu gọi ủng hộ Thùy Tiên như bình thường, Quang Linh lại cho biết Lôi Con chính là người ủng hộ MV của cô. Anh chàng viết, Lôi Con xem xong lại nhớ cô Tiên rồi, chúc MV của cô Tiên lên top 1 trending nhá. Ngay lập tức, Quang Linh Vlog bị cư dân mạng bóc mẽ nhớ Thùy Tiên nhưng không dám nói ra, mượn Lôi Con làm cớ. Trước hành động của anh, nàng hậu sau đó cũng có động thái hồi đáp đầy ẩn ý tương tự. Cụ thể, trên Ban Bay, người đẹp chia sẻ lại hình ảnh mà Quang Linh đã đăng tải cùng với dòng trạng thái. Cảm ơn mọi người nhiều vì đã luôn ủng hộ Tiên. Dù không nhắc đến Quang Linh, nhưng những gì cộng đồng mạng nhìn thấy đó là hình ảnh chàng trai xứ Nghệ và lời cảm ơn là dành cho ai kia. Sau khi cùng nhau có những hành động từ thiện đầy ý nghĩa ở châu Phi và sắp tới là tại Việt Nam, Quang Linh và Thùy Tiên được cộng đồng mạng cả nước đẩy thuyền nhiệt tình vì sự đẹp đôi. Thời gian tới, người hâm mộ đang rất mong chờ Quang Linh sẽ về Việt Nam đúng như dự kiến để hội ngộ Thùy Tiên trong dự án từ thiện đầy ý nghĩa sắp tới.